con một trong những món phụ kiện, trong món phụ kiện 6 món lắp đặt trong nhà tắm. Các bạn nhìn thấy độ dày của inox này, móc áo có sáu cái móc các bạn nhé. Phụ kiện T-Con, sản phẩm của nhãn hàng cao cấp T-Con, hàng hiệu T-Con. Ok, đây là móc áo, có những cái móc được thiết kế hình quả chám này, mới lạ đẹp đúng không ạ? Ok, một trong những món 6 món của T-Con các bạn nhé.